Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Nội dung video hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các anh chị cắt tỉa và sử dụng cái kỹ thuật bend cho cái cây hoa hồng leo để cho nó ra nhiều hoa. Thì để một cái cây hoa hồng leo ấy nó ra nhiều hoa ấy, thì thứ nhất là các anh chị phải chọn được cái giống hoa hồng leo nó nhiều hoa. Nhiều hoa tức là các anh chị nên chọn những cái giống hoa hồng leo mà nó cho hoa chùm ấy. Thì nó chúng ta trồng nó sẽ ra sai hoa. Cái thứ hai là các anh chị phải cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây hồng leo, bởi vì là cái cây hồng leo nó có thường là có bộ tán nó phát triển rất mạnh. Vì vậy là nếu cái chế độ dinh dưỡng của hồng leo mà các anh chị bón nó không đủ thì cây nó sẽ không vươn chồi, không đâm chồi và nó không cho hoa. Bên cạnh đó thì các anh chị cần phải biết một cái kỹ thuật người ta gọi là kỹ thuật bend, tức là chúng ta sẽ uốn cái cành hoa hồng leo để làm sao cho cái cây hoa hồng leo chúng ta nó đâm nhiều chồi, thì chúng ta sẽ có một cái cây hoa hồng leo nó rất nhiều sai hoa các anh chị. Thì đối với hồng leo thì em khuyên các anh chị là chúng ta nên trồng cái cây hoa hồng leo này xuống dưới dưới đất. Bởi vì là hồng leo thì thường nó có một cái tán nó phát triển mạnh, vì vậy là cái bộ rễ nó phải rất khỏe thì nó mới có thể cung cấp dinh dưỡng cho cây hoa hồng leo này nó phát triển mạnh và nó đâm nhiều chồi được. Còn nếu các anh chị giống em mà muốn trồng trên những cái chậu như vậy ấy, thì chúng ta sẽ chọn những cái giống hoa hồng leo thấp. Hồng leo thì nó có hồng leo thấp và hồng leo cao các anh chị. Thì thường những cái giống leo thấp nó là các giống có thể nói là các giống bụi cao bán leo các anh chị. Giống như là hồng cổ của chúng ta thì nó có cái dòng cổ Sapa ấy, nó là dòng bán leo. Tức là nó những cái chồi của nó không vươn vươn dài như cái giống hồng leo cao, ví dụ như là cổ Hải Phòng, cổ leo Hải Phòng là nó leo rất mạnh, hoặc là một số cái giống hồng leo ngoại. Đối với những cái giống mà chúng ta hồng leo mà chúng ta muốn trồng trên chậu để chúng ta uốn nắn, chúng ta chơi trên chậu thì chúng ta nên chọn những cái giống hồng leo thấp, tức là nó thuộc dòng bụi cao, thân mềm. Như cái cây của em đây là nó là một cây bụi cao có tên là Blue Sky. Nó là giống hồng bụi cao của Nhật. Ngoài ra thì em có Moon. Moon mọi người nói là nó là hồng leo, thực tế ra Moon nó là giống bụi cao thân mềm. Nên có thể đào tạo nó thành leo, nhưng mà nó chỉ leo thấp thôi các anh chị. Tức là chúng ta chỉ đào tạo nó ở cái tầm thấp thôi thì nó mới sai hoa. Còn nếu mà mun mà cho leo thành vòm ấy thì mun sẽ không sai hoa, bởi vì là tốc độ leo của mun rất chậm, bởi thực tế nó không phải là leo, nó là bụi cao thân mềm, tức là cái thân của nó có anh chị, đây là giống như là cái cây Blue Sky của em, thân nó rất mềm có anh chị, nên nó rất dễ uốn, thì người ta gọi là có thể đào tạo được leo thì chúng ta gọi nó là hồng leo thôi, thực tế ra nó là bụi cao thân mềm có anh chị. Đấy. Bên cạnh đó thì em còn một cái cây For Your Home, một cây Society của Mỹ. Đấy là những cái dòng mà đây, như ví dụ như cây Society đây các anh chị. Cây này thì em chưa có thời gian, nó là cây nhỏ thôi. Chưa có thời gian đây. Nó là tím, nó cũng thuộc dòng là leo tím các anh chị. Đó. Hoa của Society cũng là hoa chùm. Hoa của Blue Sky các anh chị này cũng là hoa chùm. Đây các anh chị. Đấy. Vì vậy là nếu mà chúng ta mà uốn nắn đào tạo được nó thành một cái khung đẹp thì nó sẽ cho rất nhiều hoa các anh chị. Thế còn về vấn đề là chúng ta muốn hồng leo nó sai hoa thì tất nhiên là phải áp dụng một kỹ thuật gọi là kỹ thuật bend. Và để bend được thì các anh chị cần phải có một cái khung cho hồng leo. Hôm nay em vừa mới tạo cho cái cây này một cái khung. Em làm một khung hình tròn các anh chị. Bởi vì khung hình tròn này rất dễ làm, và hai là có thể sử dụng được kỹ thuật bend nhiều hơn so với các loại khung khác. Còn hình thù thì có thể là trái tim hay là hình mặt trăng hay bán nguyệt, tùy thôi các anh chị. Đấy. Miễn là chúng ta sẽ cần phải để ý đến là các thanh ngang này các anh chị này. Đây các anh chị. Đấy. Các thanh ngang đó để chúng ta bend, bend tức là chúng ta sẽ uốn cái cành hồng leo đi theo các thanh ngang này. Để cho cái dàn hồng leo, cái này bây giờ em gọi nó là một dàn nha các anh chị, bởi vì sau khi uốn là xong nó ra hoa nó sẽ thành một dàn hồng leo và nó là thành một cái hình tròn thôi các anh chị. Để cho nó thành một dàn hồng leo sai hoa thì cái khoảng cách các anh chị, khoảng cách giữa thanh ngang thứ nhất với cái thanh ngang thứ hai này nó chỉ rơi vào tầm
khoảng từ 10 đến 15 cm thôi các anh chị. Đấy, thì khi hoa nó ra thì nó các thân này nó sẽ gần nhau, thì hoa nó sẽ gần nhau. Đấy, và chúng ta sẽ có rất nhiều hoa. Để áp dụng kỹ thuật ben các anh chị, ben tức là uốn cong này. Đấy, em đã nói kỹ thuật ben ở trong một cái video trước rồi. Em đã phải ra cái video đó trước để chúng ta có cái biết được khái niệm ben như nào để chúng ta sử dụng, chúng ta áp dụng vào cái cây hồng leo. Thì để cho ben có hiệu quả nhé các anh chị, thì chúng ta sẽ chỉ ben những cái cây, những cái cành mà nó có những cái mắt ngủ, tức là đây này các anh chị này, những cái cành mà nó có những cái lá mầm như vậy, được chưa? Đấy, tức là ben chỉ hiệu quả khi nó xuất hiện những cái mắt ngủ như thế này các anh chị. Các anh chị thấy chưa? Thế còn nếu mà ben những cái cành mà nó không có mắt ngủ ấy, ví dụ đây ấy, đấy, thì cái tỷ lệ đâm chồi của những cái cành này nó rất là thấp. Vì vậy là trong hồng leo người ta có một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật thay cành, tức là sau khi mà áp dụng kỹ thuật ben rồi ấy, một thời gian rồi là trên cái thân này các anh chị này, đấy, là nó không còn cái mắt ngủ nữa. Các anh chị thấy chưa? Vì vậy là cái khả năng đâm chồi của những cái thân này, đây các anh chị, em có cái phần thân này, tí nữa em sẽ thay hết. Khả năng đâm chồi của những cái thân này nó rất là yếu, bởi vì nó không còn mắt ngủ nữa, nên nó vẫn đâm chồi thôi nhưng nó đâm rất ít. Ví dụ ben một cái cành như thế này các anh chị. Các anh chị thấy nó rất nhiều mắt, nó đang nhú đúng không ạ? Đây, 1 này, 2 này, 3 này, 2, 4 này, các anh chị thấy chưa? Nếu mà ben mà uốn một cái cành như vậy các anh chị, thì nó sẽ đâm rất nhiều chồi, bởi vì mỗi một cái mắt đó nó sẽ, đây này các anh chị, mỗi một cái mắt mầm này nó sẽ cho một cái chồi. Thế tuy nhiên ấy là cái cành mà nó không có mắt ngủ ấy, thì là nó sẽ không có cái chỗ để nó đâm chồi đó, mà nó chỉ đâm ở các mấu này, mà các mấu này thì nó rất là hữu hạn. Vì vậy để cho một cây hồng leo sai hoa thì chúng ta phải biết ben, nhưng mà chúng ta sẽ chỉ ben những cái cành nó có mắt ngủ thôi. Đây, những cái cành này là sau em sẽ cắt bỏ này. Đấy, tức là em sẽ cắt cái cành này và em giữ cái cành bên này, bởi cành bên này nó mới có mắt ngủ, các anh chị thấy chưa? Tức là lưới trước là nó đâm chồi. Bởi vì cái cành này bây giờ có ben này nó cũng không có đâm được chồi mấy, bởi vì là nó toàn mấu thôi. Tức là đây này, những cái mắt ngủ được, nó đâm hết chồi rồi. Sau khoảng 3 lứa hoa là em sẽ cắt em bỏ. Đấy, tức là sau 3 lứa hoa là nó sẽ có những cái chồi mới đâm lên, các anh chị thấy chưa? Đấy, những chồi mới đâm lên là chúng ta sẽ cắt bỏ những cái cành già này đi. Chúng ta chỉ giữ những cái chồi cũ thôi. Đấy chưa? Đây này. Các anh chị thấy không ạ? Đấy, những cái chồi xanh tơ như vậy, đây. Đấy, xanh tơ như vậy thôi. Thế còn những cái chồi này là chúng ta cắt bỏ, chúng ta không giữ, bởi vì nó không ra hoa nữa, và chúng ta chỉ ben những cái chồi này. Đấy. Ben những cái chồi nó nhiều cái mắt ngủ như vậy, các anh chị thấy chưa? Đấy, nó chưa hề đâm. Bây giờ chúng ta uốn, chúng ta ben nó thì nó sẽ ra rất nhiều hoa. Đấy là gọi là kỹ thuật thay cành. Ví dụ như cành này bây giờ. Đây, như cành này bây giờ nó đâm được một cái chồi như này ra thì chúng ta có thể cắt bỏ cái đoạn trên này của nó này các anh chị này. Bởi cái đoạn trên này là cái đoạn mà nó không còn mắt ngủ mấy nữa thì nó sẽ không cho nhiều chồi. Nên cô anh chị đừng tiếc là cái thân của nó to. Cái thân to nó không quan trọng, quan trọng là trên cái thân đó nó còn được bao nhiêu cái mắt ngủ, bởi vì chồi nó đâm mạnh là ở các mắt ngủ thôi. Nó có đâm ở các mấu này thế nhưng mà rất ít các anh chị. Đấy, nó chỉ đâm mạnh ở các mắt ngủ thôi. Vì vậy là thân to không quan trọng, mà quan trọng là trên cái thân đó nó còn được bao nhiêu cái mầm chồi, được chưa? Đấy, càng nhiều mầm chồi thì khi chúng ta uốn thì nó càng càng bật nhiều chồi. Thế còn cái việc cắt tỉa ở các đầu cành ấy thì em đã hướng dẫn các anh chị rồi. Chúng ta sẽ dừng ở đâu? Dừng ở các mắt có cái nhú, các anh chị thấy chưa? Đấy. Nếu các anh chị dừng sâu quá thì nó dừng càng xuống sâu này thì cái độ nhú của nó càng ít, và chúng ta sẽ dừng ở các mắt nhú đó, tức là chúng ta sẽ giữ lại tối đa cái cành. Đối với hồng leo là chúng ta giữ lại tối đa cái cành của nó, tức là chúng ta sẽ, bởi vì các đầu cành là của hồng leo là gần như là nó sẽ ra hoa, nhưng nếu chúng ta giữ lại được càng nhiều cái cành nó càng dài bao nhiêu thì cái mắt ngủ ở trên cái cành này nó càng nhiều. Các anh chị thấy chưa? Khi chúng ta ben là nó sẽ ra càng nhiều chồi. Giả sử bây giờ nếu em cắt dưới này, đúng chưa? Thì dưới này nó chỉ có khoảng 10 cái chồi thôi, đúng chưa? 10 cái mắt ngủ thôi là nó sẽ ra 10 cái chồi. Thế nhưng mà em cắt ở trên này thì ở dưới này nó rất nhiều, thêm rất nhiều mắt ngủ nữa, các anh chị thấy chưa? Thì nó ví dụ thêm 5 cái mắt ngủ nữa là nó sẽ đâm cho em thêm 5 cái chồi nữa. Đấy. Đấy là cái cách để chúng ta làm. Và bây giờ em sẽ
do là em vừa làm em vừa quay nó sẽ hơi khó, nên em sẽ bend trước, em sẽ uốn cái cây này của em trước, xong em sẽ quay lại cho các anh chị xem, được chưa? Đây trước khi uốn là nó thế này các anh chị. Đấy. Bây giờ em làm xong em sẽ quay lại cho các anh chị nha. Đây là cái kết quả của các anh chị. Đấy, sau khi em cắt loại bỏ những cái cành già, cành không có mắt ngủ và em bend nó xuống. Các anh chị thấy chưa? Đấy, độ cong này. Độ cong này ở đâu? Đây. Cong ở các mắt ngủ đây các anh chị. Đấy. Đây. Thì xong là những cái chồi này là nó sẽ bật. Các anh chị lưu ý cho em là đối với hồng leo là khi các anh chị dùng phương pháp bend này thì các anh chị phải phải loại bỏ lá đi nhá. Đấy, cắt bỏ lá đi. Thì tức là vặt cái lá đi để cho nó hở cái mắt ngủ này ra thì cái khả năng bật chồi của nó mới mạnh. Còn nếu mà để lá tùm ấy là nó không đâm chồi đâu. Chúng ta chỉ để lá ở các đầu ngọn thôi. Được chưa? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu các anh chị muốn cái cây hồng leo của mình nó có hoa ở dưới phần gốc này, các anh chị thấy chưa? Đấy, thì các anh chị phải làm gì? Các anh chị phải bend cái cành của chúng ta, chúng ta uốn cái ngọn nó xuống. Các anh chị thấy chưa? Đây ví dụ em uốn nó xuống dưới gốc này. Thì sau đó thì những cái đầu chồi này nó sẽ ra chồi và nó chỉ ngóc lên khoảng 10 phân thôi, 10 cm thôi. Đấy, là nó sẽ ra hoa ở dưới này. Chứ không có cái chồi nào mà nó lại đâm ở dưới gốc này mà nó lại cứ nằm ở dưới gốc này nó ra hoa đâu các anh chị. Nó sẽ vươn hết lên trên. Đấy, vì vậy chúng ta phải sử dụng một cái mẹo là chúng ta gì? Này các anh chị. Đấy, chúng ta bèn cong nó xuống. Được chưa? Thứ nhất là những cái đoạn trên cái khúc uốn cong này là nó sẽ đâm chồi và nó sẽ cho hoa ở bên trên. Thế còn cái tất cả các đầu ngọn của cái cành đó là nó sẽ cho hoa ở bên dưới. Các anh chị thấy chưa? Đấy, đấy là cái lý do tại sao mà người ta có những cái cây hoa hồng mà hoa của họ cứ từ gốc từ đáy này lên đến tận trên ngọn. Còn nếu các anh chị không biết vít cái đầu ngọn này xuống này. Đấy, tức là thì nó chỉ có hoa ở cái phần trên ngọn của cái đầu chồi đấy thôi. Được chưa? Đấy, và tất cả các đầu chồi thường có các anh chị người mới là các anh chị cứ dựng cái cảnh của chúng ta lên. Vì vậy là hoa nó cứ toàn ở bên trên thôi. Đấy, và hai là các anh chị người mới không biết cách bend chính là uốn cong. Các anh chị thấy chưa? Uốn cong để những cái mắt mầm này nó bật chồi. Các anh chị thấy tất cả những cành to hay cành nhỏ thì đều phải uốn cong các anh chị nhá. Đấy, các anh chị thấy chưa? Rất cong luôn, càng cong bao nhiêu thì cái sức bật chồi, ví dụ cong như thế này là cái mắt này chắc chắn nó sẽ bật chồi. Các anh chị thấy ạ? Càng cong bao nhiêu thì cái sức bật chồi của nó càng mạnh bấy nhiêu. Và hai là nhớ vặt lá nhá, chỉ để bao nhiêu? 2 đến 3 lá ở cái đầu cành này để cho nó quang hợp thôi. Còn lại là chúng ta sẽ gì? Sẽ vặt hết, được chưa? Để cho nó hở cái mắt ngủ này ra, hở cái mắt mầm này ra thì cây của chúng ta nó mới đâm chồi. Đấy. Việc còn lại là chúng ta gì? Bón phân. Nhớ là hoa hồng leo nó sẽ ăn rất nhiều các anh chị. Vì vậy là cái thời điểm bón phân có thể bón mạnh tay được là cái thời điểm mà sau khi chúng ta cắt tỉa này. Là cây nó đỡ bị sốc phân nhất. Còn nếu mà các anh chị để đến lúc mà nó đâm chồi rồi các anh chị bón phân nhiều vào ấy là lúc đó nó rất dễ gây hiện tượng sốc phân và nó gây hiện tượng là thui chồi, nó đen cái chồi của chúng ta đi. Được chưa? Đấy. Video hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho các anh chị. Đây là hình khung của nó này. Các anh chị thấy chưa? Đấy, các anh chị có thể quan trọng nhất là cái gì? Cái thanh ngang này các anh chị nhá. Cách nhau khoảng 10 cm. Đấy, khi các anh chị bend dày được như vậy ấy, cái cây này của em chắc phải một lứa hoa nữa thì nó sẽ dày. Đấy, những cái đầu cành này nó sẽ cho hoa bên dưới. Thế còn những cái chồi mới mà nó đâm ở cái khúc uốn cong này thì nó sẽ cho hoa ở bên trên. Các anh chị thấy chưa? Vì vậy là cây này sau khi đâm chồi là nó sẽ kín cái khung này của em. Đấy, những cái đoạn này nó thừa thì những cái đầu này nó sẽ đâm chồi, nó vươn ra các anh chị. Là vừa đẹp, tức là nó chỉ nằm trong cái khung này thôi. Nó không vươn hẳn ra ngoài. Đấy. Video hôm nay thì em xin dừng lại ở đây thôi. Có anh chị thấy hay đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ cho mọi người để mọi người cũng biết. Có anh chị nhớ nút chuông để nhận thông báo khi có video mới. Xin chào tất cả các anh chị nha.